Phim trường phố Nhật Mộc Châu, điểm đến trải nghiệm không gian văn hóa và ẩm thực vùng miền đặc sắc tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đón chào quý khách là cổng tam quan bằng gỗ cổ kính rất hoành tráng với lối thiết kế đặc trưng mang đậm nét văn hóa Á Đông. Qua cổng chính là khu phố Hoa Ban, khu nhà sàn Tây Bắc và quảng trường nghệ thuật. Khu nhà sàn Tây Bắc với hai dãy nhà sàn trưng bày rất nhiều các món đồ lưu niệm, sản vật, đặc sản của Tây Bắc, rất thuận tiện cho việc mua sắm quà tặng. Rồi khu nhà sàn, quý khách sẽ phải choáng ngợp trước không gian rộng lớn của khu vực sân khấu trung tâm. Tại đây sẽ là nơi tổ chức biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật Tây Bắc của các nghệ sĩ dân gian Mộc Châu và các nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Việt Nam. Bao quanh khu vực sân khấu và sân quảng trường, các quầy hàng ẩm thực đường phố và ẩm thực Tây Bắc luôn thu hút rất đông khách với các món ăn đặc sản Tây Bắc. Rời khu vực quảng trường, chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực phố cổ Nhật Bản. Đón chào quý khách là cổng mặt trời bằng gỗ, biểu tượng văn hóa truyền thống của nước mặt trời mọc. Các dãy nhà gỗ với thiết kế chuẩn phong cách Nhật Bản cổ kính từ 2 đến 3 tầng san sát dường như tắm màu thời gian hàng ngàn năm tuổi. Những gốc hồng đỏ cổ thụ nặng trĩu quả bên cạnh hàng sa mộc hiên ngang, gốc cây phong lá đỏ bên cỗ xe ngựa uyên ương, tất cả đã tạo nên một góc phố Nhật Bản đầy cổ kính và lãng mạn. Phim trường phố Nhật Mộc Châu được thiết kế đẳng cấp, xây dựng gần như nguyên bản cổ xưa từ thời phong kiến Edo, với tiệm thuê đồ có hàng trăm mẫu trang phục, hàng nghìn góc ảnh. Đặc biệt vào 21 giờ tối các ngày trong tuần, tại phố cổ Nhật Bản sẽ phun tuyết nhân tạo. Quý khách sẽ được trải nghiệm con đường tuyết nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam. Bên trong những ngôi nhà gỗ cổ kính là hệ thống nhà hàng và khách sạn đẳng cấp. Nhà hàng buffet lẩu nướng Hàn Quốc Gangnam Style với giá chỉ từ 268.000 đồng tới 368.000 đồng một người. Thực đơn đa dạng, món ăn hấp dẫn, không gian lãng mạn đậm chất Hàn Quốc sẽ níu kéo bước chân và cả tâm hồn ăn uống của các bạn. Nhà hàng Trung Hoa Vương Quán với kiến trúc nhà gỗ 3 tầng cổ kính với hàng trăm món ăn nổi tiếng Trung Hoa như các món dim sum, lẩu tứ xuyên, cá Hồng Kông, Bắc Kinh, mì tươi vịt quay Quảng Đông, mì Hoành Thánh do đầu bếp người gốc Thượng Hải tự tay chế biến cực kỳ hấp dẫn. Tiếp đó là nhà hàng Việt Nam Ba Miền An Nam Cổ Quán với các món ăn Bắc Trung Nam, đặc biệt ẩm thực mang đậm bản sắc Tây Bắc. Nhà hàng có quy mô rất lớn. Kyoto Cổ Quán, khu vực trung tâm của phố cổ Nhật Bản Mộc Châu với quy mô 5 tầng lầu, bao gồm 8 phòng VIP với công suất phục vụ lên đến 80 khách, phòng nghỉ penthouse, không gian đẳng cấp có 102 với hàng trăm món ăn mang đậm bản sắc tinh hoa ẩm thực Nhật Bản, giá cả hợp lý. Sakura Coffee, quán có lối thiết kế rất độc đáo mang phong cách của Nhật Bản, vừa cổ điển vừa nhẹ nhàng, không gian quán được bài trí tạo sự thoải mái và thư giãn. Các góc ảnh thời bao cấp, góc ảnh Hồng Kông cũng được tái hiện tại Sakura Coffee. Ngồi đâu cũng đẹp, ăn gì cũng ngon. Phim trường phố Nhật Mộc Châu, tinh hoa ẩm thực hàng đầu không thể bỏ lỡ. Ngoài ra, phim trường phố Nhật Mộc Châu còn có khu bia, gym, massage chân, quán hát siêu lớn 14 phòng. Tất cả đều ấm cúng sang trọng, văn minh và là nơi giải trí hàng đầu đẳng cấp nhất Mộc Châu. Càng phù hợp hơn cho các buổi họp lớp, họp công ty, sinh nhật đồng ngũ, đồng môn. Phim trường phố Nhật Mộc Châu là nơi cực kỳ lãng mạn để bạn tổ chức cầu hôn với người yêu của mình, chụp ảnh riêng, ảnh cưới và rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác. Cuối cùng là khu vui chơi giải trí trẻ em lớn nhất Sơn La, chỉ với 50.000 đồng một vé, vui chơi cả đêm cùng các trò chơi hiện đại, dân gian có thưởng. Phim trường phố cổ Nhật Bản hân hoan chào đón toàn thể quý khách. Mọi chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0827 465 568 để được tư vấn đặt ăn nghỉ và các dịch vụ tại phố Nhật Mộc Châu. Xin chào và hẹn gặp lại!